giờ con Nhã đi. Dạ. Con Nhã ơi. Con Nhã. Hello, đây anh Nhã, con Nhã này đây anh. Đây anh Nhã, bắt con bà con chị bác đi. Rồi, tôi bà con chị bác để đâu? Để nào? Để nào? Rồi, mấy gió miếng đi, mấy gió miếng đi. Rồi, ok ok, đi vô. Mới bị lớn thì không răng rồi. Hello chị. Dạ. Nè, cô Dung nè. Dạ, yeah, yeah, cô, dạ, yeah, cô đi. Trời ơi, mới tới vậy nào. Thì cứ đem nó mang vàng tới đó chị Dung. Nó mang vàng tới đó. Đi hành kỳ quá hả? À. Bây giờ nè, đây là cô đã. Cá cá. Cá, cá. Trời ơi. Ủa, trời. Nha, lấy anh cô đi, cô cho chơi cá, cô kìa. Hả cô Dung nè. À cô đã, à cô Dung. À. Trời ơi lì quá. Nè bên quay đi. Đó nè, để à đi học ngay cửa rồi. Đây đây, à cô Dung. Đó đó rồi. À cô đang quay. Rồi. Qua ông cô biết, ông cổ ông cô biết. Ông cô biết. Không đặt, không đặt. Ông cô biết. Ôi, cảm ơn. À cá, đu quá. Dễ thương gì vậy? Nhiều tháng rồi đâu? 20 tháng rồi. Bơi sáng khóc nè, sáng khóc chiều chiều nay lên đi cho chữa lành rồi, giờ đi chữa lành đó, khóc cái chữa lành, dạ lấy cái ba lô đi, nó đem vàng qua cho cô Dung là đi trên đường ở nhà không vậy, họ đi vô nữa đi, em cho đi, đồ đi ra con cá. Chị quên cỡ chị bữa nay là nó còn trả lời nó mấy bữa nó không nói luôn.
vô đây bắt đầu dặn dĩ, bên đây tập đánh hàng cho em, đây bắt chỗ đó nay vô tư vấn chỗ đó ai luôn hả? Lai luôn, hỏi em tư vấn xong cô la xem là đẹp trai này kia, ông vô ông cho là điều hòa khí huyết lộn, điều hòa khí huyết đông trùng là uống ra điều hòa gì, táo ăn vô để điều hòa khí huyết bổ máu, ông vô ông tư vấn chắc là mấy cô uống đi, uống vô là điều hòa khí huyết. Xong rồi cô la xem là đẹp trai, ông vô uống, mấy cô ơi, mấy cô muốn cô la xem đi, cô la xem uống vô uống ngon lắm. Đẹp da giúp người ta yên tâm, người ta cũng không ngon. Cái đông trùng mà thì cũng ngon, thằng tư vấn. Còn cái cô lên xe này cũng tư vấn cũng ngon, người cũng không. Người ta chịu làm vậy được rồi, nói chung cứ biến thích đi từ từ sẽ giỏi. Nha. Thôi giờ chúc mày chị. Nó bác sĩ vậy. Dạ, nhà lúc nay cắt quá đông. Thôi vậy. Tiên bên đây nè. Công ty bên trong làm việc bên TikTok là bên đó nè. Dạ đúng rồi, cái học trai biết bơi gì đó. Bữa đó em đứng ở dưới đây nè, em bước xuống xe, em bước qua đây nhìn thấy Anna thì em chỉ đứng trước em ngồi xuống thì ông dân cũng kìa, em đâu biết chị chạy ở đâu à. Em đứng này ngay chỗ kia, mua đứng cảm kìa à. Mà anh thấy chị đứng ngay đây nè, chị ngồi xuống chị không dân kìa, đứng kéo quá trời, không nghe đâu. Em vẫn đứng ở kia đường, ở kia sao mà nghe được. Em làm trên lầu á, em làm trên lầu 2 á. 16 thì em quay, em lên đó. 16 thì em lên đó. 3 giờ chiều tới 12 giờ đêm. 3 giờ chiều tới 12 giờ đêm. 3 giờ chiều tới 12 giờ đêm luôn. Trường 12 giờ trưa tới 12 giờ đêm. Lầu 6 hả? Lầu 2. Bên đây nó mới sửa lại, từ bữa giờ mới lên đây. Bữa giờ lại lên mùng 7. 16 anh em. Dạ. Được rồi, chị kêu kêu anh lên Cường để mình vô lên. Có lần không có. Tại anh Cường là phải lên những hàng. Bên đây là họ kêu về lên cho những hàng. Trong bài lên là mọi sản phẩm của mình thôi. Mà anh Cường mới có thời gian. Vì anh Cường bây giờ anh Cường bận quá. Một tuần làm sao mà anh lên được. Em lên mỗi tuần. Em lên liên lệ. Lên suốt vậy đó. Lên kiếm tiền chứ giờ. Đi quay phim mà không quay được rồi. Em ở đây 6 tháng rồi. Đó, em đi suốt cái trái em làm như câu mà sau 3 tháng mà làm mầm. Cơ sở đây bự quá chị ha. 2 căn còn cơ sở đây là chị thuê hả? Trời ơi tiền đâu mà thuê thì ủi trời. Họ đang chắc có mấy trăm triệu tháng quá. 2 căn xếp đài xin nhỏ ra được. Cũng được nhà thương lắm. Rồi lên đây. Thường có thương liền. Xếp đi. Chiều đi chữa lành. Chiều đi quay Dung, cô Dung chữa lành. Không, cứ đi học về cho quay chơi cá cho cũng được. Từ nhà qua đây hơi xa vậy. Chắc cái nhà đi mua cá xưa. Đi qua tới cô Dung. Mà ông ở đâu? Ông có bên Tân Phú mà. À, học bên đó luôn hả? Nè, bên đó mà. Đi qua đây cũng xa, cô Dung chơi mỗi bữa đi học xong rồi đi chơi cá. Nó gần đây anh dặn qua chơi mỗi ngày rồi. Chú Cương mua đó, chú Cương thả đó. Cái quần có dính đâu mà nghe mùi vậy bà. Con coi cái áo nó dính lên trên. Quần á, cái quần nó dính không? Cái quần mà cái áo không? Áo không? Áo quần. Cái áo nè, chú có mét áo đâu vậy? Cái quần đồ nào không? Vì mới đi qua đây mà thay quần đồ ra cởi. Ừ, cá. À cô đi bên kia bạn. Ngồi đây thay luôn đi. Lên rồi á. Đây cái này nó dính cái vùng này, dính cái số này chị Dung. Ví dụ như bị mất một cái răng. Rồi, như đã tính đó là cái răng này đúng không? Cái phương pháp tốt nhất là cái răng lên. Rồi cái phương pháp tiếp theo á là mình mài hai cái răng hai bên. À. Cái mình chọc một cái cầu ra răng vô là nó cũng lấp cái phần trống nó luôn. Nhưng mà cái đó là phương pháp thứ nhì rồi thôi. Ok, hôm nay bị rớt một cái răng nè. Đi răng này tính không? Vậy hả? Không. Nếu mà bị sao ra? Nếu mà bạn liền á thì nhiều khi cái khoảng trống đó là cái chỗ này nó sẽ kéo cho cái răng nó chặt. À. Nhiều khi mình liền răng nó trong cái chỗ đó, nếu mà nhổ trước rồi mà nó phù hợp thì cũng tốt. Còn nếu như mà nó không phù hợp thì đôi khi mình lại đèn xong rồi mình lại cắm im lên nữa. Thôi đi bác sĩ cá rồi. Nó lì quá con hả? Nhưng mà ở trong Anna là chuyên im lên. Rồi răng sứ phòng Mỹ. Mà thì răng nữa. Nhưng mà hỏi giờ ai nhớ đến Anna đâu, còn nhớ đến răng sứ với chị Mỹ. Răng sứ không rồi. Ông bữa cái chồng cô biết. Cái bữa chồng mà ốc tên về Bút Hội. Xong người ta tắt Anna của chị Dung vô. Dung cao trời ơi, bên chị có làm hết cái gì liên quan tới răng mình làm hết. Có liên quan đến răng. Rồi giờ cô Dung qua đây, cô Dung cắm răng cho nè, lẹ lên. Cô Dung cắm răng cho. Không, cái gì đâu. Chả không đi chơi. Chả không đi chơi. Để cho bạn quen công ty á. Xong rồi lâu lâu cho bác sĩ coi cái răng chút không cho bạn quen, bạn không có bị sợ. Dạ. Làm em mốt em cho theo luôn. Bạn á là cho theo bác sĩ Phương. Tiến sĩ răng cho em á. Có nghĩa là mấy chị người mẫu, diễn viên mà kia đó là bạn bà con nhỏ luôn. Bác Phương không còn theo được. Hôm nay thì có răng mọc chụp vô. Thành ra là cứ đưa con
chịu là chắc gì xe hồ cá cho quá nó thích thuốc ba ngày chán không, nhưng mà cho ta thấy vui vậy đó, ta đi qua đi lại có không khí. Giờ Bi Bi sẽ đi khám nha cô dì chú bác. Cái dòng này sắp tới. Ủa chị, mình làm cái nơi là bao lâu? Bao nhiêu năm? Thông thường là từ 18 tới 36 ra 36 tháng, 18 tới 36. Được 3 năm. 2 năm rưỡi tới 3 năm. Tùy theo cái mức độ khó dễ. Chết rồi Bi ơi, không được ăn giò heo đâu. Đúng không? Bình thường. Bình thường hả? Mai mốt xiết răng xong xuôi rồi nó ổn định. Nhưng mẹ phải công nhận một điều là niềng răng xong tự nhiên thay đổi nha. Nhiều người tự nhiên niềng răng xong đẹp luôn. Có thay đổi cả luôn. Ông này bây giờ mớm sộm nè, đẹp trai mũi cao rồi kia tự nhiên mớm rồi mớm mấy ngày hay đoan thì mớm rồi tự nhiên cho mình mớm tùy vậy ta. Cho bạn lên khám hôm nay cho chụp phim chứ nữa. Bây giờ cả nhà cho cô Bi lên khám cho cả nhà thôi. Bữa nay là mới chỉ là đi khám thôi nha, chứ chưa làm đâu. Tới khi nào chị làm sẽ quay cho biết con nữa. Đồ mẹ tính con liếc là chắc quá khóc quá. Ngày nào cũng mở lên kim vô coi có nó like không nhớ. Nó chỉ dở quá một mình tội. Sao không để vô luôn. Vô chị ơi, không chị bỏ quê đi. Giờ theo sống chất mới quê chứ không có chuyện sợ. Thật ơn, mẹ có tiền nhà, nhà có tiền sao dám bán được. Vô đây mua cho cái nhà khác. Mà sổ mẹ giữ em không giữ đâu. Ủa vậy ạ? Nhà bán nhà đi. Ba là ba chia ra lô, ba lô. Sĩ Bê một lô, em một lô, này bên lô, nhà này có nhà rồi. Sĩ Bê em chưa có nhà. Của em đất này đó. Đất của em là để làm bò. Thế lô đất của Sĩ Bê là cái nhà cũ. Vậy nên em mình có nhà, con này có nhà rồi. Có nhà đang thờ ông bà rồi. Vậy là ngoài quê em có cái bò đúng không? Nhưng mà chị đang xây nhà trên cái chuồng người, chuồng gà luôn rồi. Vậy em chuồng bò, chuồng gà, thì em chuồng có, quên rồi. Các bạn lên đi mấy rồi. Rồi, Bi lên khám đi, đừng sợ nha. Không có gì đâu, dừng đến khám. Đúng rồi. Dạ, tốt nữa. Nguyên chạy, dạ. Lên hình này nó là cái nó ngoan nhưng mà cũng lì. Lì bây giờ bắt đầu thở, nó tuổi này là nó kiểu như là nó đòi cái đó mà không cho nó đòi mặt được. Bỏ cho được không được cái không cho nó đúng không? Đến khi mình đưa cho nó thì nó kiểu nước giọt đó. Đó. Đó xong nó đập. Đó cho nên là quyết định tăng học liền nha. Không có một cái này nè. Và đó chị ta đứa mà. Có nghĩa là nếu như em xác định không cho thì đòi cỡ nào em cũng không cho. Còn nếu như mà em xác định cho luôn thì cho ngay từ đầu luôn thì bạn rồi. Nếu như mà em cứ để mà giống như là bạn đòi quá, em cho bạn đòi quá, em cho bạn nhiều thì là a cứ ăn vạ với lại thằng vật đó là người sẽ cho. Không, em mới không cho. Không cho là không cho luôn. Không cho luôn, nhưng mà bọn nó qua nó lấy á. Nó cứ lấy cái đập. Ý nó kêu là tại sao mà lúc nó không cho nó. Rồi nó qua nó mới đập vậy nè. Thế nên là bữa nay tao giọt luôn, ngang lắm. Rất là ngang. Nên là tao vút chiều quá. Với hồi đó chị có một thầy chạy với kiểu bản thân á. Nhà ổng 5 đứa nhỏ. Nó lít nhít nhít cách nhau tuổi. Mày vô nhà vậy thấy lại cái con vậy nhà là nó cách nhau 4 tuổi mà nó còn bánh lộn nữa. Mà đi qua bên kia cũng biết nó bánh lộn. Cái chuyện nó dụng sao lại vậy ta. Ý là bên này có áp dụng phương pháp gì có thể chia sẻ cái này cũng hay nha. Chị thấy nếu mà nhà có con nhỏ áp dụng được. Tại thông thường á, con mình nhỏ phải không? Thì ví dụ bạn này á mà giặt đồ với bạn nhỏ thì bắt bạn này vô. Đừng có làm vậy, mình ngược lại, có nghĩa là bạn nhỏ hơn, bạn không có quyền, bạn kia ra trước, bạn có quyền muộn trước. Thì cái bạn kia giống như mặt là hai bạn nó lộn nhau rồi, bạn nhỏ bị chửi. Có nghĩa là bạn nhỏ bị việc gì đây la, xong cái bạn kia nhỏ thì bạn sai á, đánh em, bạn này kia nhưng mà vẫn thấy em mình bạn la không á. Nhiều khi bạn kia phối hợp. Bạn cảm thấy bạn là sao cái này lỗi của mình mà, tại sao mà em mình cứ bị la. Xong rồi bạn cảm thấy giống như em mình ra đời á mà không có được thương á. Cái bắt đầu bạn quay bạn thương em luôn. Thì lúc đó em cư xử gọi như là nó công bằng. Có nghĩa là hai bạn sẽ nhận biết mà bạn em bạn này nè. Cái tình cảm sẽ thương em mình. Đó. Nó vậy á. Ủa đây. Chút lên vậy mà. Không chị thấy áp dụng mình nha. Dạ. Chị cho vân vân nó về nhà. À chị vân vân. Áp dụng bà nói là trời ơi. Cái con bà thay đổi trong mắt luôn á. Thế là mình làm ngược lại mình cứ làm giống như hồi giờ cho mẹ mình làm. Là cứ thằng anh là nhiều thằng em. Không bây giờ bắt thằng em nhường cho thằng anh. Đó, ý là đó giờ mình toàn bắt anh nhiều cho em. Ừ. Bây giờ là cứ bắt đứa em nhiều cho anh. Hai đứa dành lộn. Nó còn nhỏ, cái đứa nhỏ mình từ cái lúc mình nó chưa biết nói mình la hoặc là mình đứa nhỏ đâu biết cãi đâu. Nó chỉ ấm ức chút nhưng mà cái đứa lớn nó tự mang hay. Nó cảm thấy là sao rồi đấy mình. Đây này. Tại sao mẹ cứ la em mà. Ừ. Từ đó từ từ cái là bạn quay qua thương em luôn. À đây là anh. Hôn mày miếng này mày cho đi, đi lên. Hôn mày miếng. Bây giờ cái đầu. Dạ, bây giờ hôn mày miếng cái áo này, hôn mày miếng. Không biết mai mốt em nha, thương em, hôn quýnh em. Thương, hôm nay là thương. Thương lắm.
Thôi tôi bơm lên nó lên hết đều vậy đó. Sáng nay khóc quá trời, khóc thèm tiếng luôn, giờ chiều ra đi. Định cho nó nhà rồi, cho nó tổn quá, nhà nửa tuổi. Tao dẫn đi chơi gì cho nó ra đường rồi. Nè, nhưng mà đừng ở nhà, người ta đừng nghỉ ngơi nhà, đừng có 5 người bảy có mày đưa đi học nha, đừng được học nhà. Không, nó nói không đâu. Ở nhà chỉ nói là ba lê học được nha. Chứ đâu ai không nói làm gì. Giờ con ghê, mấy ngày nó chào có chị. Ngày đầu tiên tới nha, tới nó chơi. Nó vô nó tươi cười chào cô hả hả hả. Sau cái anh vô lớp xong rồi cái anh chơi với bà cô đâu được được 60 phút á. Em với bà giống như núp ở trong văn phòng để coi camera, đâu anh đâu thấy đâu. Một hồi nó tự nhiên nó trật nhớ. Nó trật nhớ, ba đâu, mẹ đâu, bà Vũ đâu, cô khóc ghi. Khóc nửa tiếng đồng hồ. Em cái xong cô giáo kêu thôi, ngày đầu tiên cho đi học làm quen hơn, một tiếng được rồi, cho đi về. Ngày hôm nay lên khóc từ ngoài đường khóc vô tới trong lớp luôn, ngồi trên xe chở đi đã khóc rồi, rồi vô tới tới cửa thấy bà cô vừa ra vô tới, bà cô kêu đi đây cô, khóc gì mà khóc mà ré rồi, xong rồi cái cô ôm vô xong cái em kêu thôi ở đây tiên sốc được đi về, em đi về, em chạy xe đi về, cô kêu 10 giờ rưỡi lên đó, làm cái này học 2 tiếng rưỡi, cái xong rồi cái thấy đây nè, ôi thằng bà nó. Ôi hello, tên bà bầu đó kìa. Đây, trời ơi. Trời bầu, trời bầu cầm đĩa. Ôi trời ơi. Chị 6 tháng rồi. Chị 6 tháng rồi. Tôi gặp bà nắm bi xong rồi. Tôi gặp bà nắm bi xong rồi, tôi có kiện ra một điều là tôi vẫn còn bận đó. Hai đứa. Ủa hai đứa luôn hả? Hai đứa. Ôi trời bía. Nhỏ bé chứ kìa, nhỏ bé gì chứ. Trời ơi, trời ơi, quý khán giả ơi, chúc mừng cho Nam Bi nha, giỏi dữ trời. Ủa, mà lúc xưa ông á, 16 tuần là vợ 2 trai, xong em cũng biết vậy thôi. Sau này ba, mấy tuần bắt đầu xưa mình khái, bắt đầu mới biết là trai gái đó. Ủa vậy hả? Em xưa mình dịch ra đôi, xong biết dịch chỉnh đâu. À, không, bây giờ 2 trai cũng được, 2 gái cũng được, bây giờ 1 trai, 1 gái càng luôn. Nó không, nó chơi, nó nặng không? Xong là nặng cái gì lên. Cái gì lên, mới bị nó đồng đăng rồi. Dạ cô Bi, Bi con bị tính chưa? À dạ, con đi đâu? Rồi em mới tính mấy sinh? Em chắc 15, 21 nữa ạ. Ủa vậy hả? Dạ. Trời ơi, nhanh quá à. Hôm trước ha, chị em còn nhắn tuổi cho mình chân sinh ở đâu đó, giới thiệu em với. Tóc nhà là giới thiệu bệnh quốc tế, thôi em không có tiền. Em sinh đâu, mình sinh đâu? Em lên Từ Vũ. Dạ. Em hai đứa rồi em lên cho Từ Vũ. Dạ. Từ Vũ thì bác sĩ sẽ chuyên ok hơn. Đi xa xa là thầy công sáng đi chân rồi. Thì hôm trước thấy đăng bài thì chỗ làm răng. Nghi hả? Cái gì? Chữa răng chứ đúng không? Niềm răng. À, niềm răng. Dạ, nó cám xuống rồi càng quên cả. Dạ. Ok, đúng quá, để một lần nghỉ luôn khỏe không? Dạ. Để đúng không? Cái nghỉ luôn á. Không, cái này là cái lúc có bầu mình nói vậy thôi chứ. Bầu rồi, để nó bắt đầu nghỉ khác. Không biết nữa. Nhưng mà thật sự là trời cho hai đứa rồi là khỏe luôn. Cho hai đứa mình khỏe, đẹp khỏe chị ha. Trái cây này chị. Dạ. Đó, cái trái cây xa năm. Em là trùm cái cây của bà này. Đây là nha, nha. Cô biết cái cây không đây nè? Nho rồi kiwi rồi cam rồi em mua cô đó con. Cái quá à, trùm đĩa hôm nay thì nó không nhìn cái đẹp trai không biết trời. Tên ra từ trong bụng rồi. Trời ơi ạ. Nhưng mà cũng càng nữa càng đẹp trai hơn chứ. Nữa mua càng đẹp chứ, mày đi coi bộ tụi tôi thấy rồi. Cái gì trời ơi. Mới nước mắt ra. Anh đi chị ăn mấy quả nắm nắm trước này còn chưa thì nó còn già lắm. Vì nó ngừng em như vậy mới ngọt. Đây là chuyên gia là mua không rồi, bữa có mua nè. Đi đâu em có qua quảng cáo đó. Giờ nấm bi bánh trái cây rồi. Cảm ơn mua có nấm bi. Cậu đi hả? Cậu đi hả? Cậu đi hả? Có cái máy chụp phim nó bị hư rồi, giờ chuyên gia phát qua mà lâu quá, đầu tháng mua cái khác. Lần sau qua liền là chụp ở đây luôn rồi. Bây giờ chị nói chạy. Đâu? Ngon lắm chị, em ai mua? Em mua bị chợ chắc nhỏ không bằng đâu. Em quen rồi, anh phải mua nấm bì. Chỉ là cách 2 giỏ ở đây chị á. Chỉ là 1 giỏ để ăn, giỏ thì mang về. Sao mấy cái nhỏ mà chắc là thế. À được ạ, trời ơi. Đâu sao đâu. Nhưng mà cũng sự phẩm lắm. Dùng cho 2 người khác nên là mang 1 cái em ăn. Rất nhiều bằng. Ăn cậu đi đi hả? Cậu đi hả? Đây là mẹ ơi, đây là mẹ ơi. Cậu đi. Cậu đi, bye bye cậu đi. Bye bye cậu đi. Dạ, con nào bài cái gì chú bác? Hả? Dạ. Con nào cô nấm bi? Dạ. Con nào cô nấm bi? Dạ. Con nào cô nấm bi đi? Yêu. Đã rồi, đã rồi. Đi kêu cho cậu bi đi đâu á?
cô nó bê cái này bỏ đi. À, cô nó bê cái này bỏ đi nè. Cô nè. Bê rồi. Cô nè, cô nè. Nhưng mà mắt chỉ nhìn cậu đi thôi. Cậu bê đi rồi. Cậu bê đi cho bên. Cô bê tìm cậu bê kìa, mấy con chú kìa. Cậu bê đi cho bên cậu tìm kìa. Yêu nhờ. Cô đứng gặp đi này. Cậu bê đi rồi. Con của các nhà bạn này với bạn này chăm nhau không yêu nhau, không thấy hôm nay bạn này ra nữa nha. Đây, nhà mà hai bạn đâu có nhau nhiều là cũng mệt đó. Hãy nó xem phần các bé. Nhà mày đi. Em bị đau lưng không? Chị đau lưng quá. Hay là chị kiểu ăn xin đi. Không. Đúng rồi. Em chủ yếu là em cũng đau nhá, nhưng mà em thì là tới tháng 6 rồi đau rồi, đau mình ngồi ngủ. Chị nói đau chỉ là khi nào mà nằm á. Em nằm và nằm ngủ lại sau thì em như người đi dậy em không đau, còn bình thường như vậy em không đau. Không có bệnh thì đúng không? Không có tốt luôn. Đăng ký. Dạ. Đăng say gì đâu, uống thuốc canxi quá trời, ăn người nãy sáng rồi. Mình sẽ lười ăn, bây giờ phải ăn. Em mới tăng có 8 ký đây nè. Em cũng lười ăn lắm rồi. Lên 8 ký hả? Dạ. Trời ơi, nó gặp bé nó là 8 ký, tôi mới có 6 tháng tôi lên 13 ký. Đây, em ăn được lắm. Em ăn được lắm chị, 12 giờ đêm em nói bụng. Mà bây giờ ăn đêm không có tốt. Nhưng mà em nhưng mà phải ăn. Em đi tiểu rồi đây kìa. Chị chuẩn bị phải ra đi khám tiểu rồi đây kìa. Dạ. Nhưng mà lần trước gặp thì nhưng mà bây giờ bầu lên ký ít vậy đó ha. Chứ hồi đó chị bầu chỉ lên 22 ký được. Em không lên chứ, em ăn nhiều mà, ăn chè cháo hơn. Bây giờ vô 2 đứa rồi chị. Dạ. Cái dinh dưỡng nó vô 2 bác sĩ bảo hai em bé nhưng mà bánh cá luôn. Ngày nay càng bánh cá là 2 ký. Đi hơn bánh cá hơn á. Không biết. Mọi người cũng nghĩ là đi làm IVF á, xong bảo là không, mọi người cứ xin vía đi, em đâu có làm đâu. Tự nhiên mà hai đứa còn cứ là nghèo, dạ tiền trăm. Kèo giám đốc của nhà bạn nè. Hai bầu luôn đó, hai bầu. Chắc bữa sau nào không thắng bầu bên cạnh. Mà đợi nó mái nhà em có bầu răng em á, nó rất chặt lại à. Sao đó? Không biết nữa. Nó chảy máu răng như là cái tuột nước chị. Vậy hả? Ừ, mà năm nay đỡ nè. Năm ngoái bị hoài luôn. Không tắc gì thì em thấy bị đau lưng, em thì ăn lá nước á. Tại vì chị đang bác sĩ gì em? Bác sĩ tỏ gì uống cái đó rồi, chứ không đâu có dám như vậy. Nên là em sử dụng bằng cái điện nhiều á, nó sọc căng lên rồi mình chạy kia. Nên là đứa được bôi răng của mình có thơm.
Cái này là em thấy ở người ngoài ra thì sao cái điện nó khá sạch điện. Nó sạch nó kỹ rồi, cái bạn nó thường. Nó sạch cho em ngứa quá à, nó nhỏ tự nhiên á. Nó sạch cho cái tỏi lên, cho lên lên lỗ mũi không à. Người ta ngậm miệng chứ mà sao ngậm cái vòi tắm nước vô trong xong mình lia chứ đâu có ha. Em đâu có biết á. Vậy hả? Ở trong nước kìa cái dạy rồi. Cái dạy nó kìa lên tay lên miệng lên cái dạy này nó tiết ra. Thầy đó. Cái lúc biết qua đây cả nhà cũng lâu rồi đó. Nhẫn bi đi, cuối cùng gọi chị em tao chưa thấy ăn cỏ vậy.